Xin chào tất cả các bạn ha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp với game PUBG này, Play Unknown Battleground ha. Thì hôm trước mình làm cái game này thì mình cũng không ngờ rất là nhiều bạn ủng hộ mình cái game này luôn. Mình cảm thấy rất là vui, thì hôm nay mình sẽ làm tiếp ha. Alo, nghe không? Nay mình chơi chung với mấy người bạn này ha, mấy người bạn này là bạn riêng của mình, quen lâu lắm rồi. Này là quen hồi đó chơi Sao mà B chơi GTA Online đó rồi mình quen á. Này ha. Bây giờ mình chơi. Thì mình cũng mấy bữa mình nói là mình mới biết chơi thôi ha, cho nên là mình chơi hơi gọi là hơi ê, có ba lô cấp 2 rồi. Hơi hơi ngớ ngớ, ngớ xíu á, có gì các bạn thông cảm giúp mình. Nhưng mà mình mới biết chơi thôi, không phải chơi nhiều chơi liên tục như người ta. Với lại ngố ngố khờ khờ cho nó vui. Mình đang cầm shotgun rồi, cái bình này lùm đồ. Có giày nè. Ủa, giày hay tớp dụng làm việc thì khác nhau cái gì? Thôi ủng đi, giày nhìn ghê quá à. Đây cái gì đây? Không, thuốc không à. Mấy kia chạy đâu dưới kia rồi? Này có cái gì đây? Sao mình không nhặt được cái này ta? Nó đang chớp chớp nè nhưng mà không có nhặt được, kỳ vậy. What the fuck, không nhặt được. Alo, alo, nghe nói gì không mấy ông? Không nghe gì hết trơn ta. Mình có bật âm thanh mà sao không nghe ta? Từ, để mình chỉnh lại cái phần âm thanh xem là tắt cái này thôi mà. Ấn chuông nói chuyện nè. Rồi mà sao nói không ai nghe hết trơn, không nghe nói gì hết trơn. Mấy thanh niên kia chui vô nhà hết trơn rồi. Mắm khôi chỉ chơi được chủ nhật thôi cho nên là bữa đi học rồi. Mắm khôi chơi chủ nhật à, cho nên là ngày thường bị thu máy rồi nên là không có chơi chung được với mình. Nhìn cho bạn nào muốn hỏi khôi đâu rồi anh ha. Có lựu đạn là chỗ chơi. Mình chạy thử đó nhưng mình chưa chạy thử lựu đạn bao giờ luôn á. Ê, có áo nè. Áo như nhau thôi, để ba lô cấp 1. Ý có quần nè. Chạy thử lựu đạn nhé, đó giờ mình không có chạy lựu đạn không có biết. Để nón vô có gì lỡ bắn, nón nó đỡ đỡ được một chút. À, có súng, có súng, có súng. Có súng, có súng, có súng. Ha. Đây, SK12. Hiện tại trong ba lô mình có hai cây súng mà hả? Oh yeah. Mấy xe này sao nó không chạy được, xe hư hết trơn rồi. Chung là bữa chơi theo kiểu mà núp 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 dễ hơn. À, có đồ rồi. Với cảnh sát có rồi, với cảnh sát có rồi. Hay có súng này, trời ơi. Mà 16 A4 luôn. Ủa, phải bỏ súng này ra hả? À, mình bỏ cái shotgun này ra được không? Rồi lấy hai cái súng này luôn. Chị đi. Đây shotgun. Ba lô cấp 2. Găng tay không nón. Không ngón chứ. À, cái này là đạn shotgun mình bỏ ra đi, mình không xài đạn shotgun nữa. Đúng không ta? Ủa đâu? Cái đạn nào mình xài được á? Cái M16 này không có đạn. Phát. Súng mới chưa có đạn. Tạm thời đang đang đi đạn của cái súng kia. Khu vực ở đâu? Ủa mình đang tuốt dưới này luôn hả? Ơi chết rồi sao? Nó trừ máu chết. Ra khỏi khu này nó trừ máu á.
Thế đâu là nó chịu máu. Nó kia đâu rồi? Như đi tìm xe thì phải. Các bạn đợi chút xíu à. Cái hạn chế khu vực này là khi mà mình không ở trong khu vực này á thì các bạn sẽ bị trừ máu từ từ. Áo khoác cổ xanh điệu. Thôi rảnh quá má ơi, không rảnh mặc áo khoác đâu. Lô cấp 2 không à. À, Martin này có tính ý định di chuyển chưa vậy? Người thứ nhất đây. Ơ cái này giống sạc gân quá vậy. Thôi chuẩn rồi. Cây này là cây sạc gân. Không khác gì cây kia hết trơn á. Này là súng sạc gân. Sạc gân. Bolo cấp 2. Áo vest cảnh sát. Toàn đồ gì đâu không? Đồ dư thừa không? Có cái đây được M16 thì không có đạn. Đây cái súng nè. Này súng gì? Này súng gì nữa đây trời? Thà sao cái súng vật gân này còn đã hơn cái súng kia nữa. Cây M16 của mình vẫn chưa có đạn. Nòng giảm văng tóe súng. Có luôn. Tên nghe buồn cười vậy. Không xài được. M16 này mình nghe nói là gắn cái nòng súng nhắm lên xong rồi bắn từng viên từng viên từng viên, nó như súng nhắm vậy đó. Mình cũng chưa bao giờ được cầm vô mấy cái đó. Đây ha, mình đang tuốt cái trên này, mình còn phải đi vô cái vòng tròn trắng này. Ra khỏi cái vòng xanh là bị trừ máu ta, còn cái vòng tròn trắng là cái gì mình không hiểu nữa. Chung là đi theo thôi chứ không biết sao. Súng chưa có đạn. Ủa cầm súng gì nó có chạy chậm không ta? Mình còn chế bơm nè. Chọi luôn cho nó xong. Bùm. Bùm choáng. Cầm bơm chi cho nó mệt. Để người mà công nổ chết mệt lắm. Ủa mấy ông này không đi không kiểm tra mấy người nhà này hả ta? Lỡ trong này có đồ, thôi bỏ đi. Để em với người ơi. Sao nghe nói vậy trơn? Mình bấm thì nó ra cái dấu rồi mà có nội chỉnh nhầm không trời? Chỉ đội đúng rồi, chỉ đội thôi mà, only team mà. Theo logic thì trên mấy cái phá tháp này nó sẽ có quần chiến đấu nè. Có quần. Nó có nòng nhắm á ta. Mong là có nòng nhắm. Nòng nhắm dễ hơn. Ui cái màu xanh sắp tới rồi. Ơi 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 ơi. Chạy lâu có bị gì không? Cái xe có đi được không? Xe nhóc luôn. Xe hư không à? Có xe rồi. Có xe rồi. Có xe rồi. Có xe rồi. Ơi. Ai 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 chưa mà chưa mà chưa mà chưa mà ôi giờ bấm nút lên luôn rồi. Tự nhiên này đi lên xe rồi cái nó lọt xuống dưới chứ. Đây cũng nhìn bên trong nghe chưa, mà xe trong này nó cũng rất là thật, nó có đồng hồ hiển thị đồ này kia luôn. Mình cũng sắp gần chưa có M4, chưa có đạn để dành cho M4 này hỏi kiếm đạn bạn. Thì mình này có xăng luôn hả, EF luôn rồi phải. Thì mình mới biết chơi cho nên là từ từ mình chơi một thời gian này mình sẽ chơi gọi là ổn hơn, rành hơn, chứ còn bây giờ thì mình mới biết chơi thôi, cái gì các bạn thông cảm không. Vô tìm đồ đi. Ê súng nè, súng kìa, từ từ súng kìa, súng kìa. Ê, có cây M16 4 có rồi. Ok mình có đạn rồi.
Lấy hai cây mồi sáu đi. Mấy ông nội kia ông lượm đạn nhanh như quỷ á. Sao mấy ông lượm đồ nhanh ta. Chơi hết là sạch hết trơn đồ rồi. Mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Cái lồng giam nuôi vật này không xài được. Ta cầm cái bộ không xài được luôn. Nãy lượm được cái súng lục. Súng lục tính ra chắc nó cũng ổn trong nhiều trường hợp. Không có đạn, súng này không có đạn, cái M16 này không có đạn. Thôi, rút ra đi. Không có đạn để làm gì cho nó mệt. Ba lô cấp 1. Ê, ê, có súng rồi. Quần rồi. Bán súng micro Uzi. Nhặt cái cuốn nợ đó làm gì cho nó mệt. Mình có 30 viên đạn nha mấy bạn. Trời, 30 viên đạn đó. 30 viên đạn đó. Ok, bây giờ lên xe đi tiếp. Chung là có mấy ngôi nhà này thì mình đi ngang mình lấy đồ ha. Để xem đợt này mình có được hạng nhất không. Chung là có, tuy là có team để phụ đó. Này đồng ý, nhưng mà đi thôi, ráng được hạng nhất xem. Thường cái này chơi team thì dễ thắng hơn là chơi một mình. Mình có hỗ trợ nhau. Chơi một mình nếu mà các bạn hạng nhất thì ok, pro rồi. Gì tiếng gì ta? Xe nó bị cái gì vậy? Không nhớ mình nghe được cái tiếng gì á. Rồi coi vô nhà lục rồi. Ôi da trời, mất máu. Bé chạy xe. Nhà có chó không? Thôi. Ê, có ba lô nè. Sao toàn ba lô cấp 2 không à? Trời, chúng cái con nhà gì không có đồ gì luôn á. Tôi nhỏ quá mà. Sử dụng băng y tế này sử dụng sao ta? Sử dụng cái băng y tế nè. Mình lấy đạn súng lục. Mấy kiếm đi gom đồ hết trơn rồi. Cái băng đạn băng này mình làm sao sử dụng sao? Không biết sử dụng sao. Đạn này thì dùng ra đi. Không có xài đạn đó. Ơi 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 ơi. Chơi mấy quỷ lại quá. Tôi người tiếng máy bay đâu đây? Ủa mình không có biết cái sử dụng đồ làm sao ta? Sử dụng cái băng y tế này nè. À, máu người chơi trên 75 thì không sử dụng được. À, máu ít hơn mới. Ôi, con người. Máu không sử dụng được nha, còn máu cao hơn không sử dụng được. Ôi, chặn nằm sắp luôn là sao? What the fuck? Ê, à, chết. Nó bắn. Nó bắn mất máu kìa, nó đâu ra vậy? Nó có xíu máu à. Ô, nó bắn mình cái mất máu luôn á. Chạy đi, nó bắn. Sử dụng. À, ok. Trời, mình không biết nó ở đâu luôn á. À, mà phải bấm gửi vô cái gì vậy? Kỳ vậy? Ok, sử dụng được băng y tế rồi. Cái đám kia nó đâu mấy bạn ơi? Nó bấm mình đâu quá à? Cái băng này là nó lên máu từ từ ha. Các bạn thấy cái thanh máu nó từ từ á.
Ok, tạm thời là ổn. Để ra bắn chung. Bắn ai vậy mấy ông? À đây, đây, thấy rồi nè. Chết bả rồi. Dưới kia có nhà kìa, có lấy đồ rồi không ta? Mình xuống mình tìm đồ thử. Còn 39 người nữa. Đợt trước mình chơi được chơi với mắm khôi là tới 11. 11 còn 11 người mình mới chết. Này coi có ổn hơn không? Này có tim theo. Mô hiểm xe máy, lựu đạn. Lựu đạn nó giờ cầm ném chơi không có làm gì đâu. Cây Skyline là Skyline mình chưa được cầm luôn ta. 7,62 áo vest cảnh sát. Dạ, có áo vest. Có đồ. Băng đạn mở rộng AR. Mình M16 nên không xài AR được. Cái AR đó coi như là dục đi rồi. Nãy bắn hết hồn luôn á. Win 90. Win là cái súng bự bự á. Hay có thuốc giảm đau nè. Blow cấp 1. À, xe tới, xe tới, xe tới. Ê, nó sẽ đi ra. Ê. Ai lượm được cái băng đạn mở rộng. Băng đạn nạp nhanh thì nó sẽ đập đạn nhanh hơn. Rồi, đạn súng lục quá trời luôn. Còn đạn súng này nó chỉ có 30 viên thôi. Xả thuốc giảm đau đi. Kỳ hình như đang đi xe bị gián đoạn. Giờ dừng xe mới không bị nữa. Mình đang đi vô cái vùng trắng này. Còn 32 người nữa. Số lục mình nhấp đồ luôn, nhấp đạn luôn. Đạn quá trời luôn. Đạn dư rồi bắn đi thôi chết sao? Khu nung màu đỏ là khu ném bom nha các bạn, nó bay nó dội bom xuống á, xui xui đúng chết vậy. Mình này bắn hay vậy, nguyên một nồi luôn các bạn ơi. Mình bắn đại, mình bắn rồi bắn yểm trợ thôi chứ mình cũng Uầy, ấy. Lỡ bắn tim rồi, lỡ bắn tim rồi. Ấy, quá trời luôn nè. Ê, có ska nè. Bắn lộn rồi. Chết. Nồng nhắn 4 mít luôn nè. Chín mm rồi đạn nào vậy? 9 mm rồi đạn nào vậy? Bắn nhầm tim. Cười chết mất. Đây có bộ cấp 3 nè. Nguyên cấp 3 luôn. Nhưng mà nó bị phân nửa nó không chơi. Nên nó cung mà B9. Ôi này đồ quá trời luôn á. Này đồ xịn đúng mà. Trời mấy này đồ ngon quá trời luôn các bạn ơi. Đồ ngon quá trời luôn á. Có cây UMP9 đó nè. Không, mình phải bật. Cây UMP9 đó là chết mất. Ôi, đồ quá trời luôn. Đồ quá trời đồ luôn. Có chảo nữa kìa. Ê, có chảo nữa.
Có chảo luôn. Đây có lấy bộ sơ cứu đi, lấy băng y tế nữa. Để phòng hờ có gì mà mình còn đồ quá trời. Từ 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 từ, lấy đồ. Đâu rồi, xe đâu vậy, xe đâu vậy? À, đang bị mất máu, đang bị mất máu. Lên nè. Ơi, mất máu. Mình đang trong cái khu ngoài màu xanh rồi, đi vô khu màu xanh mới hết bị mất máu các bạn ơi. Trong khu này thì máu nó sẽ giảm giảm xuống từ 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 từ. Không đi, đang lấy đồ đi. Hai tim rồi. Quá trời đồ luôn, mình mới lượm được quá trời đồ luôn. Từ 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 rồi mới biết chơi, thông cảm đi. À, có đồ máy bay rơi xuống à. Mình nạp đạn cái Skyline cái nào, đạn 200 mấy viên luôn. Số cây à, 14 này nãy mới bắn còn có 7 viên à. Mình thấy để bắn đơn á, nó sẽ bắn từ từng viên để dễ hơn, chứ mà gặp bắn đôi nhiều lúc mà hoảng quá nhấp tầm bậy á, bắn dữ quá. Có chảo nè đó. Phong chảo này xài sao ta? Khu này nè, có người đây ha. Này là nòng nhắm thường, còn K34 này mình có nòng nhắm xịn nè. Nè, nòng bốn nó có nòng nhắm xịn nè. Đó, nòng nhắm này như nòng nhắm súng nhắm vậy đó. Đã quá. Nhà này sống vô lượm đồ đi mấy ông. Nhà này. Alo, có ai nghe gì không? Mình nói mày nghe hết trơn á. Ủa, ông lại đứng làm gì đây? Tôi có súng xịn nè. Nè, súng xịn nè. Đó, trời ơi, nhắm đã không? Ê, cái dòng nó tới rồi. Này là cái hòm từ máy bay rơi xuống. Mở gói chăm sóc. Máy cảnh sát. Nói, đồ không có gì hết trơn, đồ dởm không à. Lần đầu tiên mình được nhiều đồ tới vậy luôn á, trong người mình tới 2 cái súng luôn. À, cái dòng xanh nó tới rồi, dòng xanh nó tới rồi, chạy nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi, dòng xanh nó tới luôn kìa. Dòng xanh. Nó dòng xanh tới rồi kìa. Trời ơi, ghê quá. Đó nó có bắn nhau rồi kìa, còn 19 người nữa. Để mình sẽ kiếm cho các bạn một mạng bằng tay mình bắn. Rồi. Rồi. Sắp xuống. Thấy thằng khứa đâu mà bắn trời. Không, thực sự không thấy thằng khứa nào để bắn hết trơn á. Nằm vậy mới khó bắn hơn chứ nè. Đứng thì mình thấy dễ chết thì bà luôn. Đợt hồi mình chơi một mình á thì mình tới bốn còn ba mấy người mình chết, mình bị kia nó bắn chết, mình giết được người. Đợt hồi đó là hồi đó mình mới livestream á. Rồi video bữa thì đỡ hơn chút, đi với mắm khôi chống trốn rồi còn 11 người. Bọn kia nó tự diệt nhau không à. Thì bây giờ thì đi với team này 17 người. Nó đi tìm này lụm đồ quá trời luôn. Giết mấy thằng kia các bạn, đồ nó lụm đâu ra quá trời, có chảo, có áo khoác, áo vest, ôi đủ thứ. Sao mình chạy nhanh quá ta? Hay nó đang khi mà cứ nghĩ là cái này nó sẽ gom lại hết, gom mọi người lại vô một cái khu này, bắt buộc phải giết nhau, giết tới khi mà còn sống sót cuối cùng.
Thành ra là các bạn mà đi ra khỏi cái dòng xanh đó đó thì nó sẽ trừ máu của bạn, trừ hồi chết thôi. Rồi mình phải vô khu này không? Đó 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 đó. Bập 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 bập. Chết quèo. Sao mấy người chạy lẹ vậy? Nó giết nhau quá trời luôn kìa. Tôi không có Skyline vậy. Skyline này không xịn mà 14. Có nòng nhắm đúng xa luôn. Nòng nhắm này nấp xuống cái chỗ nào mà ổn ổn á. Ui 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 ui, bắn nhau rồi. Mình tưởng bắn nhau đâu đây nè. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Nó bắn mình, nó bắn mình, nó bắn mình, nó bắn mình, nó bắn mình. Lấy được bọn này rồi. Khó bắn quá. Không có thấy được, nó bị che cây rồi. Nè, bị cây che rồi. Hay quá. Hay quá. Mình bắn được phụ, bắn được các bạn thấy xịt, nó xịt máu quá trời luôn không? Rung quá. Rung quá, rung quá, rung quá, rung quá. Bên này còn người nữa không? Không không phải. Tụi mình. Rung quá, rung quá, rung quá. Rung quá. Bắt đầu gom là còn mười mấy người, bữa 11 người mà còn rộng lắm. 11 người có dòng trắng có chút xíu à. Rung quá. Bắn được con nhỏ con gái á, bắn được quá trời luôn, xịt máu quá trời luôn. Bắn nhỏ con gái nó xịt máu quá trời luôn, không chết. Bò 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 theo đi. Ghê quá. Thằng nào đứng trên đầu bắn mình xuống không ta? Ghê quá, luôn quá. Ở này người khỉ hay có súng nhắm luôn kìa. Súng nhắm bắn mới ngon. Nhắm bắn mới ngon, tại bắn viên chết luôn không? Chứ mình run quá à. Đâu vậy, 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 đi bắn tùm lum chưa vậy? Còn 9 người nữa, còn 9 người nữa, có súng kìa. Súng này sao mình nhắm ta? Xuống này bảy cầm Skyline đi, giờ tầm gần rồi. Ơi mình còn đi vô cái màu xanh, còn đi vô cái màu xanh đi, còn đi vô màu trắng này. Chết chết. Kìa có thằng, kìa có thằng, có thằng, có thằng, có thằng. Bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó đi, còn 8 người nữa, cố lên. Cố lên. Đó thằng này bắn không? Thất hồn tưởng nào đi. Nè đi nè. Mày chạy hả mày? Ai da 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 da. Ai da da da. Chết 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 chết. No 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 no. Chết quẹo. Bộ như coi như chú. Ui. Được hạng 2/27 nè. Bọn này nó bắn nhanh quá, nó bắn ghê quá. Rồi ok thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu mà bạn thích cái game PUBG này và thích mình làm những game này thì các bạn hãy like, share, subscribe cho mình để ủng hộ mình và comment phía dưới thiệt là nhiều ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.